thề luôn á. Tao muốn chơi game. Cho tao chơi game đi. Hold up. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lưu ở đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn một tựa game chơi cùng bạn bè rất là vui. Thì đó là tựa game được mang tên là Radon Party Online. Thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Thì game này thì mình đau ở trên mạng đau free, tại vì nó đang early access cho nên là được đau free. Còn bán bao nhiêu tiền thì như là mình chưa biết. Rồi thì game này thường là chơi với bạn bè nhiều hơn, nhưng mà mình vẫn tìm được vài thể loại chơi một mình được. Ví dụ cái này là thể loại sandbox nè, cái này là mini game nè. Ví dụ bây giờ mình sẽ chơi thử cái fast trước đi. Fast có nghĩa là xì hơi đó. Chúng ta sẽ xì hơi đó các bạn. 1, 2, 1, let's go. Các bạn nào mà muốn chơi game với bạn bè thì cũng nên đào cái game này về chơi thử, tại game này nó vui. 1. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bấm nút F để chúng ta xì hơi. Damn! Hơi có mùi. Tôi thấy game này bắt đầu hơi có mùi. Ôi, cái này ném bơm á hả? Ui, ném bơm kìa. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhảy qua nha. Nhiệm vụ của chúng ta là nhảy tới cái điểm cuối cùng. 1, 2, 3. Bấm lộn, quên nút mấy má. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. 1, 2, 3. Trời ơi, hôi quá, đầy mùi quá. Cái này là cái gì vậy? Hello. Nó ném bơm. Bà mẹ nó. Trời ơi, tưởng nó là cái chép hôi hay là cái gì. Trời ơi. Lại. Còn cái này là cái quạt. Mình mà xì hơi trúng cái là nó thổi mình bay đi luôn. Còn thằng này là ném bơm mình nè. Mày ném bơm tao mày. Ném. Hello motherfucker. Run. Bơm. Ui, nó bất tử bà nội ơi. Nó bất tử mấy má ơi. Ui, đáng sợ thế. Cái búa. Domino. Nhảy qua. Game này dễ. Nhảy lên. Tao là ông chùm xì hơi đây. Hôm nay tao ăn hơi bị nhiều tỏi. Anh em thông cảm, hôm nay mình ăn hơi bị nhiều tỏi. 1, 2, 3. Game là dễ. Sao tôi tính ngu quá vậy? Lại. Đáng lẽ là đợi nó. Cái này nó nhanh quá. Không sao, qua được. Đó, đây là mấy cái mini game mà chơi cùng bạn bè là cực kỳ vui luôn. Để xem coi ai là về bác, ai là về nhất, đồ các kiểu. Có rất là nhiều tựa game. Thì các bạn cũng nên ủng hộ nhà phát hành để người ta gọi là gì ta, có thể nâng cấp nhiều tính năng của game. Ok. Ủa sao nó bắn được vậy? Ôi, tỷ lệ 1 chia 1000. Trời đất ơi. Không, gì 0.001% mới bắn được tôi. Mà nó bắn trúng kìa. Qua đây. Thằng này qua đây. Nhảy qua liền. Nó ném bom. Mày không bắn được tao đâu. Tao là ninja. Thề luôn á. Giận. Giận hết sức giận. Mới game đầu tiên mà. Trời ơi. Dễ qua lắm á. Đừng làm khó nhau như vậy chứ. Ui, mấy cái búa này nhìn ghê quá mọi người à. Tao muốn chơi game. Cho tao chơi game đi. Là đéo. Ok, đéo. Rồi lại nè. Lần này tao sẽ không thua mày đâu. Khốn nạn. Mình sẽ thắng chắc. Lần này là không để bị giết chết nữa nha. Ui, khá là nguy hiểm đấy bạn tôi ơi. Đừng có bắn trúng. Ui, pha nãy nó sẽ bắn trúng mình rồi mọi người. Đây. Trời ơi. Mình biết rồi. Nhảy lên cái, rồi xì hơi. Đó là mình sẽ cao hơn cái búa đó rồi. Lại. Cố gắng lên.
Màn cuối lúc nào cũng khó nha. Cái ải cuối lúc nào cũng khó vậy trời. Lên. Đấy. Lên. Rồi cái này nhanh này. Ôi ôi, mày tưởng mày làm khó được tao. Qua được rồi nha. Xin lỗi, tôi chơi hơi chậm, xin lỗi mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi cái mini game tiếp theo. Ủa xong hả, xong là ao quá hả. Trời đất ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi thử cái này đi. Jetpack, cái này là chúng ta sẽ sử dụng cái áo phản lực, cái áo bay của chúng ta để chúng ta tới tới đích. Là. Double. Wow. Oh my god. À nó không cho xì hơi nữa. À. Rồi xong, hết nhiên liệu. À mình đứng ở dưới là nó sẽ hồi lại nguyên liệu mọi người à. Rồi tao hiểu rồi. Bay lên trên mọi người. Ui. Bùng. Ui. Sao mà tôi tới đâu rồi? Thôi bây giờ mình bay chậm chậm đi. Chậm mà chắc mọi người. Sorry mọi người, tôi ho là tại vì tôi ngứa cổ họng á. Không có gì nha. Bay lên. À trên kia có cái máy bắn. Ui có thằng ném bơm kìa. À tôi hiểu rồi mọi người à. Có nghĩa là bây giờ mà một khi mà mình đã lên là mình không có được nghỉ ngơi. Nghĩa là mình lên luôn ấy. Ok bây giờ mình lên cái này chứ. Ây da. Khốn nạn. Thôi. Bay lên từ. Đấy. Ui trên kia cao tút trên kia luôn. Ui trên đây có quả mìn này. Rồi xong. Ui tôi chưa chết. Nhưng mà các bạn ơi. Nhưng mà cái mình không đủ nhiên liệu để bay tiếp. Ui game này khó rồi nha. Ok. À tôi biết, tôi đã tìm được cái lỗi game rồi mọi người à. Đây để các bạn xem mình làm là mình một nhảy một là mình lên trên kia luôn. Trước tiên là bây giờ mình phải à. Mình phải đạp được cái tấm thảm bay cái đã. Đây. Mà muốn đạp cái tấm thảm bay nó cũng khó lắm nha. Chạy. Bay lên. Cái súng nó. Ui, có chớn rồi kìa, lên luôn. Nhưng mà mình hết cái kia rồi. Ôi đừng bắn tôi nha mấy cậu. Đừng bắn tôi nha. Bây giờ mình sẽ xuống dưới đây trước đã. Ui, bay lên. Trời ơi, một cái mà không cần nhảy qua mấy cái kia luôn. Ok. Đó, bây giờ canh chuẩn đó nè. Woohoo. Thấy chưa, chỉ cần một bước là lên tới mây liền. Ôi, game là dễ. Chim bát hả, cái này là cái gì? Để chơi thử rồi, đây là cái game cuối nha. Game này được đấy. Chúng ta sẽ nhảy lên. À, nhảy lên. Eo. À, chúng ta phải lấy chớn. 2, 3. Eo. 2, 3. Eo. Ôi, khúc cái này thích chơi nè. Mình thích chơi này hơn nè. Nhảy lẹ. Eo. Wow. Trời. Ui, nó có cái quẹt. Tôi thích chơi cái nào mà có xì hơi hơn mọi người à. Xì hơi chơi nó vui hơn. Eo. Eo. Qua luôn. Ừ. Eo. Ôi, đừng có lắc mà, đừng có giật. Eo. Ôi, ok, lên này. Ok, cái đi chơi lại từ đầu. Kiểu gì? Ok, không sao. Nhảy lên. Ôi, quy trái bơm luôn kìa. Lên. Bơm không nhảy. Lên. Rồi, ok. Bụng. Ừ, nhảy qua đi. Rồi. Ui, xém đập bơm. Xém đập lụ mìn. Ây da. Ây. Ui,
đúng rồi, hay quá. Tôi được hack game rồi. Nhưng mà tôi lại chơi ngu rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách nào đó cho cái búa nó đập mình lên cũng được. Nhưng mà thôi, lỡ đi vậy là cứ đi luôn. Mèo. Gắn lên nè. Mèo. Rồi. Nhảy xuống. Khó chịu thật sự à. Game nào game nấy cũng khó chịu à. Này phải đi lại từ đầu mới ép chứ. Cố lên. Tấm. Ok. Cái cuối. À, mình sẽ đi ngoài rìa là thắng chắc. Trời đất ơi, không có cái búa nào ngoài rìa hết trời. Game là gì? Liêu, bà nội mày. Tốn 20 phút quay clip rồi. Ok, vậy là xong. Thì cuối cùng thì mình cũng đã giới thiệu xong các bạn cái tựa game mà khá là vui mà cũng khá là cay cú. Vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn vào nút cái chuông cũng như là nút like để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Peace.